Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Trái với mưa nhiều ở miền Bắc, nhiều tỉnh thành miền Trung đang trong chuỗi ngày nắng nóng diện rộng. Sau đây sẽ là một số lưu ý khi tham gia giao thông vào ngày nắng nóng. Thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị! Ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 đến 16 giờ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong ngày hè nắng gắt, quý vị nên chọn những trang phục chống nắng gọn gàng, không nên mặc những loại váy áo xòe quá rộng hoặc che đầu, che mặt kín mít, làm khuất tầm nhìn. Như vậy sẽ tránh trường hợp vạt áo váy chống nắng quá dài, quấn vào bánh xe, khiến người lái bị kéo giật lại, ngã xuống đường, gây tai nạn giao thông.